Cũng trong tối qua ngày 17 tháng 7, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch COVID-19 tại phường An Khê, quận Thanh Khê, một trong 4 phường đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Phường An Khê, quận Thanh Khê hiện có một khu vực đang thiết lập cách ly y tế, gồm khoảng 1.300 hộ dân với hơn 5.000 nhân khẩu. Từ 0 giờ ngày 17 tháng 7, phường đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Phần lớn người dân đều đã nắm bắt được thông tin và chấp hành theo chủ trương của thành phố. Ngoài ra, để công tác phòng chống dịch hiệu quả, Ủy ban Nhân dân phường đã chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với 36 tổ COVID-19 cộng đồng trên địa bàn, tăng cường kiểm tra, kiểm soát và nhắc nhở người dân thường xuyên. Qua trao đổi tại cuộc họp với lãnh đạo phường, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị lãnh đạo quận Thanh Khê quan tâm các kiến nghị của địa phương, các lực lượng chức năng tiếp tục giám sát việc thực hiện chỉ thị 16, có hình thức xử lý vi phạm để răn đe những trường hợp không tuân thủ các quy định phòng chống dịch, đồng thời khẩn trương rà soát, phân bổ kịp thời các gói hỗ trợ đến với những trường hợp khó khăn, yếu thế. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh. Cử mấy cái lực lượng phải mình phường ấy, nhưng mà quận cũng phải đi tuần tra kiểm soát và đi xử phạt chỗ này. Anh cũng phải xử thiệt Lâm, phải xử mà cái lộ mà đi ra ngoài đi quanh mà vi phạm như này là anh tập trung xử mạnh đi thì không có sợ được. Cái kiểu này là cái kinh nghiệm của trước như là hắn cứ lơ ra một hai trường hợp là hoặc là mình cũng mang tính động viên là không quyết liệt cái là chỗ này là coi như là lần cái là bắt đầu là cái tâm lý thành cái hành vi phổ thông. Sau cuộc họp, đoàn đã đi kiểm tra thực tế tình hình tại một số chốt kiểm dịch và khu vực cách ly y tế trên địa bàn phường An Khê.